Ngày 2 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông M, 58 tuổi, trú thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, đến rẫy keo rộng khoảng 2 hectare của gia đình để đốt dọn thực bì sau khi thu hoạch keo. Tuy nhiên, do gió lớn, ngọn lửa cháy lan ra rừng keo bên cạnh. Nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Đại Hồng đã huy động lực lượng chữa cháy và đưa ông M đi cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng, ông đã tử vong. Đến 14 giờ 30 phút, vụ cháy được dập tắt. Vụ cháy đã làm hư hại 1,5 hectare rừng keo từ 3 đến 4 năm tuổi. Ngày 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an về vụ xe ô tô tông 5 xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến nhiều người bị thương. Theo đó, sáng cùng ngày, tại km 1606 trên quốc lộ 1A, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, xe ô tô do nam thanh niên 16 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai điều khiển, lưu thông theo hướng từ Ninh Thuận đi vào Bình Thuận. Khi xe đến vị trí trên thì bất ngờ tông liên tiếp vào 5 xe máy đang dừng đèn đỏ tại nút giao dẫn vào cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 60 triệu đồng. Qua kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, nam thanh niên được xác định âm tính nhưng chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái xe ô tô. Ngày 2 tháng 9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định số 1011 trên quy đề CTN ngày 2 tháng 9 năm 2023, truy tặng huân chương dũng cảm cho Trung tá Trương Hồng Kỳ, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sông Cầu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh cứu người dân bị đuối nước. Trung tá Trương Hồng Kỳ sinh ngày 2 tháng 9 năm 1981, nhập ngũ năm 2002, quê quán xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu. Trước lúc hy sinh, Trung tá Kỳ sống cùng vợ và hai con ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 9, trong quá trình kiểm tra tại bãi biển Đồng Bé, thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, anh Kỳ phát hiện hai người dân bị sóng biển cuốn xa ra bờ. Trung tá Kỳ đã xả thân vượt sóng dữ bơi ra cứu được cháu T, 15 tuổi, trú tại phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, đưa vào bờ. Dù đã thấm mệt, nhưng khi thấy anh NT, 40 tuổi, cùng ở thị xã Sông Cầu, chưa có người cứu hộ, anh Kỳ tiếp tục bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên do sóng dữ khiến cả hai bị cuốn chìm và được người dân cứu đưa vào bờ. Đến 17 giờ cùng ngày, Trung tá Kỳ không qua khỏi, còn anh NT được đưa đi cấp cứu. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định số 88 trên QĐT BQB. Ngày 2 tháng 9 năm 2023, truy thăng quân hàm trước thời hạn từ thiếu tá lên trung tá đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ. Chiều ngày 2 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cùng lãnh đạo một số sở ngành địa phương đã đến thăm viếng các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại thành phố Phan Thiết vào đêm ngày 31 tháng 8 khiến 4 người tử vong. Trước hành động dũng cảm quên mình cứu người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã truy tặng bằng khen cho anh Nguyễn Hữu Đốn, ngụ thôn Xuân Tài, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Nguyễn Hữu Đốn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng giao Sở Lao động Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết khẩn trương tham mưu công nhận liệt sĩ đối với anh Nguyễn Hữu Đốn nhằm kịp thời động viên gia đình. Trước đó, tối ngày 31 tháng 8 đã xảy ra vụ cháy nghi do chập điện tại nhà ông H, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Anh Nguyễn Hữu Đốn là hàng xóm đã lao vào biển lửa để cứu người bị nạn và không may bị điện giật tử vong. Đến nay, cả ba nạn nhân trong vụ cháy, gồm vợ và hai con nhỏ của ông H đều không qua khỏi. Ngày 2 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội thông tin liên quan đến vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng ở phường Long Biên, quận Long Biên. Bước đầu xác định là do mâu thuẫn từ trước, anh H đã dùng dao đâm vợ và hai con tử vong. Sau đó, anh này treo cổ tự sát. Trước đó trưa ngày 1 tháng 9, Công an quận Long Biên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện anh H, sinh năm 1979, tử vong trong tư thế treo cổ tại vườn nhà. Đáng chú ý, trong nhà có thi thể vợ anh H và hai con của anh lần lượt sinh năm 2005-2013.
Ngày 2 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa lập hồ sơ xử phạt 5 nhóm báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội. Thông tin ban đầu, Công an phát hiện nhiều fanpage, hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội có hành vi thông báo vị trí, khu vực tuần tra, kiểm soát tốc độ, đo nồng độ cồn, thực thi nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khác. Số lượng thành viên của các nhóm này rất lớn, từ 500 đến 10.000 người. Trong đó có các nhóm như Hội Lái Xe Lâm Đồng, VOV Lâm Đồng, VOV Đà Lạt. Trước tình hình trên, các đơn vị liên quan xác định 5 đối tượng trú tại huyện Đức Trọng là các quản trị viên của các nhóm kín trên. Tại cơ quan công an, 5 người đã thừa nhận hành vi. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai trưởng nhóm là T và M, đều 38 tuổi, về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền phạt hai trường hợp này là 15 triệu đồng. Các phó nhóm bị xử lý bằng hình thức răn đe, cảnh cáo. Đồng thời, cơ quan công an đã thực hiện vô hiệu hóa 5 nhóm kín có hoạt động báo chốt giao thông, có số lượng hơn 10.000 thành viên. Ngày 2 tháng 9, ông Nguyễn Anh Khóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với công an huyện Ba Tơ điều tra nguyên nhân vụ lật xe tải chở gỗ keo làm một tài xế tử vong. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 9, tài xế Phạm Văn Trên ở thôn Hy Long điều khiển xe ô tô tải loại 7,5 tấn, chở gỗ keo di chuyển trên tuyến đường thôn Làng Tương, xã Ba Điền. Khi xe đang leo dốc cao, bất ngờ mất lái rồi nhào xuống vực sâu bên dưới. Qua kiểm tra, chiếc xe bị bẹp dúm nằm ở độ sâu khoảng 100 mét, tài xế bị mắc kẹt trong cabin đã tử vong.